Rồi chào cả nhà ha. Hôm nay mình có thả một số mấy con ốc lớn xuống cái vèo nhỏ này cả nhà. Đó, mình thả ốc chứ thả bèo ha, bèo tai tượng này cả nhà. Bèo này khá lớn ha. Đó. Cái này cái khâu chuẩn bị đầu tiên là trước khi nuôi ốc cả nhà chuẩn bị cho mình cái vèo ha. Cái vèo mình cắm có thể mình gỉ cái đáy này xuống luôn cũng được. Đó. Bèo thì mình thả trước là bèo bèo tấm cả nhà. Mình có cái cầu bé xinh này đây. Đây, mình thả trước bèo tấm cả nhà. Bèo tấm với bèo đuôi chồn ha. Đó, mình thả trước bèo tấm, bèo đuôi chồn. Với mình căng cái vèo này trước là 1-2 hôm rồi cả nhà. Cho nó bớt cái mùi của mấy cái lưới này ha. Ở cái lưới mình xài cũng cỡ này cũng được cả nhà. Đó. Ở đó cả nhà biết thấy không? Đó mình thả dưới là bèo đuôi chồn cả nhà, rất là nhiều bèo đuôi chồn luôn. Bèo tấm rồi một ít lục bình ha. Rồi trước khi thả cả nhà có ốc thì cả nhà có thể lấy một nhúm cỏ hoặc là lá chuối gì cũng được. Còn đây con ốc mình ốc bố mẹ to to ha, mình thả mình lấy cái cây chuối nha cả nhà. Đó. Mình lấy cây chuối mình chẻ làm hai ha. Đó mình đóng cứng lại vậy đó cho nó nổi nổi vậy đó. Hai cái làm giống như cái bè nhỏ cả nhà. Đó, mình đóng vậy mình nổi rồi mình tạt miếng nước lên ha. Đó, mình tạt tạt miếng nước lên vậy nè. Để mình vận chuyển ốc á, mình đi từ nơi này đến khác mình xa cho nó quen. Đó, bắt đầu nó tự bò xuống nó nổi cả nha. Đó, nó bò xuống nó nổi nổi nè. Đây một con ốc thiệt bự đây. Đó. Đây bắt đầu nó bò bò cả nhà ơi. Đó, nó bò ra từ từ rồi đây. Đó, mấy con bên đây cũng vậy nè. Đó, nó bò ra từ từ tự nó buông xuống nước luôn. Đây, có con này nó cũng nổi từ từ rồi nè. Nó bò, nó buông xuống một con cả nhà ơi. Đó, nó buông xuống rồi nè. Nó không có bám trên cái miếng chuối này ha. Thì con này nó cũng lần lần nó đi rồi nè. Này là ốc bươu đen cả nhà. Đó, con này cũng lần lần đi hết rồi nè. Đó, nó quen nó có hơi nước là bắt đầu nó bò đi từ từ rồi đó, chứ mình không có liền chủm xuống cả nhà, đôi khi nó sóc nước nó ngọt ha. Rồi để cho nó mình gới miếng nước lên. Mình gãi gãi miếng nước lên cả nhà. Cho nó ướt rồi nó tỉnh từ từ ha. Đó, mình tỉnh từ từ. Đó, mình để ngay ngay xuống vậy nè. Còn cái bèo bèo tai tượng này thì mình cũng để xuống nhẹ nhàng, đưa cái rễ xuống cả nhà. Đây mình còn đóng trên này đây. Đó, mình thả xuống mương mình cũng để nhẹ nhàng từ tốn ha. Đó, mình đưa cái rễ phía xuống dưới mương để cho nó sống với mình dục mình luyện mình dục xuống rồi đôi khi nó bị dập lá mọi người ơi. Đó. Hoặc là mình để nhẹ nhẹ xuống rồi mình để rồi mình sắp lại cũng được, mình sắp cho cái rễ nó xuống mình để từ tốn nhẹ nhẹ là được rồi đó, nó tránh nó dập mấy cái tai bèo hết á. Ở đây mình lấy có bèo nhỏ có bèo lớn có để từ từ là nuôi nó sẽ lớn ra, nó có chỗ cho con ốc nó trú ngụ nó mát đồng thời có bèo nó ăn luôn. Đó, nó bò ra nhiều cả nhà. Có bèo này với bèo bèo tấm với bèo đuôi chồn không là con ốc nó cũng tự sinh sống nó tự ăn được luôn rồi mọi người. Cái bèo đuôi chồn ngoài đó xa quá không biết mọi người thấy không. Ở trên đây của mình thì có mấy cái cây này cả nhà. Đó. Cũng mát, cũng khá mát, cũng có nắng cũng mát, con ốc nó ở cũng được. Ở bên đó mình có rau muống nữa ha. Đó. Mình dưỡng cho nó quen 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 là mình thả ra mương luôn mọi người. Đó, nó bò bắt đầu nó bò xuống từ từ rồi đó, nó bò xuống nhiều rồi đây. Đó, vì vậy là mình nuôi thôi. Rồi khi nó đẻ thì ở đây mình có một ít trứng ốc nữa ha. Đây. Trứng ốc giống của mình nó cũng đẻ mấy ổ mọi người. Chút xíu mình đem vô mình lụm thì mình đem vô mình ấp ha. Đây. Đó, mình có được mấy ổ đây. Chút xíu mình ấp. Mình gãi đều cái mương hết mọi người. Bèo nó nhỏ nhỏ từ từ nó lớn mọi người. Đó, cái khâu chuẩn bị mình vậy đó, mình cắm bèo thì cũng dễ thôi.
Mình mua cái vèo này thì tầm bề ngang cái vèo này thì 2 mét, 2 mét vuông đều đó. Cái đáy con ốc thì cũng không cần sâu lắm đó, mình cắm bốn cái trụ bốn bên là mình căng ra. Người nào kỹ thì có thể mình buộc phía dưới cái chân vèo mình cắm xuống mương luôn cũng được đó. Như vậy là mình nuôi được rồi. Bên đây mình cũng có bèo tắm rồi, có gà muống rồi, đây là ốc nó ăn được rồi mọi người đó. Mình chuẩn bị vậy là bạn nào có khởi nghiệp thì mình nuôi một ít rồi mình quen rồi mình chăm sóc trứng rồi ha, là mình làm từ từ là mình nuôi được rồi mọi người, cũng có cái nguồn thu nhập ha. Cái mương này của mình cũng khá dài, mình nuôi hết này cũng nhiều mọi người. Rồi video của mình xin tạm dừng ở đây ha, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của mình. Xin chào.